Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chôn Esports. Và trong ngày hôm nay chúng mình sẽ mang đến cho các bạn những câu chuyện thú vị về một nhân vật huyền thoại của Liên minh huyền thoại nước nhà. Chắc chắn là các bạn đang rất tò mò không biết nhân vật này là ai phải không nào? Nhưng mà có lẽ khi mà xem video này thì các bạn đã biết đó là ai rồi. Vâng, người mà chúng mình nói đến trong video ngày hôm nay chính là huyền thoại Bà Dọi Béo, hay còn được biết đến với cái tên Thầy Giáo Bà. Không cần phải giới thiệu nhiều thì chắc là các bạn cũng đã biết về người thầy của chúng ta rồi. Còn nếu muốn nói về cuộc đời và sự nghiệp của thầy thì chắc nó phải dài hơn những bộ phim truyền hình của Ấn Độ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng với Chôn Esports tụi mình tìm hiểu về những câu chuyện về huyền thoại Bà Dọi Béo. Và để tăng thêm phần ngưỡng mộ thì tụi mình sẽ được phép gọi anh Bà Dọi Béo là anh Bà. Khi anh Bà đi vệ sinh vào hang gần đường tốt, và từ đó bà Ron ra đời. Nhưng giáo án của anh Ba giúp cân bằng game do Riot phá game khi update. Con sông hay là nguồn nước trong Summoner Rift được tạo ra bởi hai hòn đá và một con Tarim của anh Ba. Sakura là thủ lĩnh thẻ bài, Chu Tinh Trì là thần bài, cho đến khi trung thần bài 0156 xuất hiện. Mà giả cái mỏ lồn, giả nhẹ cái mỏ lồn. Abe đánh nhau với Superman, ai thua sẽ phải mặc quần xì bên ngoài quần dài. Khi anh Ba bị hành trong game, đó không phải là Fit mà là team địch được anh Ba bàn phước. Có lần anh Ba solo với Lý Tiểu Long, anh Ba thua, còn Lý Tiểu Long thì chết. Ngày xưa anh Ba nhảy lò cò và giờ Riot nhìn vào đấy và tạo ra tốc biến. Khi anh Ba lập email cá nhân, địa chỉ của email đó là email@abe.com. Điện thoại của anh Ba reo trong rạp phim, họ dừng phim cho anh Ba nghe điện thoại. Anh Ba ra đường sông ho văng cục đờm và từ đó cua kỳ cục ra đời. Chúng ta có Allah, chúng ta có Amen, chúng ta có A Di Đà Phật, chúng ta có An. Và ngày hôm nay chúng ta có Abe. Anh Ba đã tạo ra lửa bằng cách chọi hai cục nước đá vào với nhau. Ninja có thể đi trên mặt nước, còn anh Ba có thể bơi trong lòng đất. Khi mà Tam Hợp Kiếm lên phút thứ 25 thì được đổi tên thành Ba Hợp Kiếm để tăng sức mạnh. Ngày trước anh Ba chạy đua với thời gian và bây giờ nó vẫn chạy. Trái đất được sưởi ấm bởi mặt trời, còn mặt trời nhận nhiệt độ từ anh Ba. Khi mà anh Ba trèo lên núi, thực chất là núi đi xuống dưới chân anh Ba. Cái trái táo mà rơi vào đầu Isaac Newton đó là do anh Ba ném vào đầu ông ấy. Khi mà anh Ba fit, đội bạn bị trừ vàng. Chó ngao Tây Tạng được xác định là giống chó to và nặng nhất thế giới, cho đến khi anh Ba tháo xích và dắt con Susan nhà mình đi dạo cho mọi người chiêm ngưỡng. Số mạng hạ gục tại VCS của anh Ba nhiều hơn Faker, The Sai, Bidesen, Don B, Teddy, Bang gộp lại. Anh Ba không bao giờ gọi nhầm số, chỉ có bạn bốc sai máy điện thoại mà thôi. Sức hút của anh Ba quá khủng khiếp đến mức VCS ai cũng thêm chữ Ba vào biệt danh của mình. Trong một ngày mà mọi điều hấp dẫn nhất của Liên minh huyền thoại được phô diễn, chỉ một pha xử lý lỗi của ai đó cũng sẽ khiến tên tuổi của họ có thêm một chữ Ba. Đã có lúc anh Ba lập được Pentakill khi mà team view máy khác. Khi Brooke Banner nổi giận, anh ta biến thành Hắc. Khi mà Hắc nổi giận, anh ta biến thành anh Ba. Khi Alexander Bell phát minh ra điện thoại, ông đã nhận được 3 cuộc gọi nhỡ đến từ anh Ba. Chứng sợ nhện gọi là arachnophobia, sợ không gian hẹp gọi là claustrophobia. Anh Ba mà fit thì người ta gọi đó là logic. Và Lý Trường Thành được xây dựng để ngăn cản con Susan 0175 ác mộng của anh Ba. Vâng, vừa rồi là những câu chuyện thú vị về Bà Dọi Béo. Hy vọng là các bạn thích video này. Nếu thích hãy để lại một like, một share và một subscribe để ủng hộ Chôn Esports nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video tiếp theo.